Đi một vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh, có thể bạn đã bắt gặp những hình ảnh này. Và cũng tại thành phố này, có một căn phòng nhỏ, nơi những tấm bảng hiệu độc đáo mang phong cách thập niên 80-90 được ra đời mỗi ngày. Cái nghề vẽ tay này, bảng hiệu vẽ tay này là từ thời ông cha ổng thì lúc đó truyền nghề cho mình để làm cho tới giờ. Nói là độc đáo bởi tất cả những tấm bảng hiệu này đều được vẽ hoàn toàn bằng tay. Và để tạo nên một tấm bảng hiệu mang phong cách hoài cổ như thế này luôn đòi hỏi một sự tỉ mỉ đặc biệt. Chú làm nghề này năm 11 tuổi, nên là 50 mấy năm rồi. Cái phong cách của cái chữ xưa, yếu tố thứ nhất là người ta căn cứ vào cái tài liệu sách báo rồi đó. Thứ hai nữa là chế biến theo cái phong cách của cái cửa hàng cho nó lạ lướt hơn. Cái biển hiệu này nó rất là đặc trưng. Thứ nhất là những cái đường nét mà đi cọ có độ đậm, độ nhạt trong đó. Thứ hai nữa là cái màu sắc của nước sơn khác hơn so với cái màu in. Mỗi biển hiệu như thế này thì mình làm khoảng 5 ngày. Đến nay, những tấm bảng hiệu mang phong cách hoài cổ đã trở thành một nét đẹp thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt khi đây trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Mình muốn là bây giờ có nhiều quán cà phê ra cái phong cách nó hiện đại quá, mình muốn mang lại cái Sài Gòn xưa cho những cái bạn trẻ. Khi mà khách hàng tới đây thì em mong muốn là họ sẽ được trở lại cái không gian hồi xưa, trở lại những cái ký ức từ cái thời nhỏ của họ. Và ngoài ra mình còn trân trọng hơn về những cái sự sáng tạo trong cái nghề nghiệp của một người. Cái ngành nghề này còn được như bây giờ, chú cảm thấy vui mừng. Mình mong muốn là cái nghề này được lưu giữ cho cái thế hệ sau, để nó không có mất đi một cái nghề gọi là làm đẹp cho thành phố Hồ Chí Minh. Từ những nét vẽ tỉ mỉ và sự sáng tạo không giới hạn của những đôi bàn tay khéo léo, những bảng hiệu độc đáo này đã góp phần tạo nên một màu sắc thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh, màu sắc của những con người yêu nét đẹp hoài cổ.